Ngay trong ngày đầu tiên của tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hơn nữa để tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Bởi tiến trình này đang đứng trước thời điểm mang tính quyết định nhưng lại bị đe dọa bởi các cuộc khủng hoảng đa tầng. Phát biểu tại hội nghị cấp cao về các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres khẳng định, thế giới hiện đang đối mặt với rất nhiều thách thức như xung đột, thảm họa khí hậu, sự thiếu hụt lòng tin, chia rẽ, bất đồng, đói nghèo, bất bình đẳng, phân biệt đối xử và giá cả năng lượng, lương thực tăng cao. Hàng loạt vấn đề này đang khiến lộ trình tiến tới các mục tiêu phát triển bền vững mà Liên hợp quốc đã đề ra ngày càng trở nên xa vời. Giới trẻ và các thế hệ tương lai đang đòi hỏi các nhà lãnh đạo thế giới phải hành động ngay vì sự phát triển chung không thể chừng chừ hay trì hoãn được mãi. Cũng theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cần tiến hành cải tổ cơ cấu tài chính để giúp các nước nghèo xóa nợ và giải quyết các khó khăn tài chính. Chính phủ các nước cũng cần phải đầu tư nhiều hơn cho y tế, giáo dục và sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế cần phối hợp giải quyết đồng thời ba cuộc khủng hoảng khẩn cấp là biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và tình trạng ô nhiễm.